Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Euro 2024 và những con số kinh tế choáng ngợp. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro không khác gì một doanh nghiệp 4 năm hoạt động một lần, kéo dài trong vòng 1 tháng. Sở dĩ gọi giải đấu này là doanh nghiệp khổng lồ vì những gì liên quan đến nó đều là tiền tươi, thóc thật. Ngoài ra, còn mang đến cơ hội kinh doanh không giới hạn. Thoạt đầu, nước chủ nhà Đức chi ra 1,9 tỷ euro đài thọ toàn bộ hoạt động cơ bản như chi phí ăn ở, đi lại, công tác an ninh, tu sửa hoặc xây mới sân vận động. Mọi hình ảnh liên quan đến sự kiện này đắt sắc ra miếng. Theo nghiên cứu của công ty Fantech toàn cầu Konotosia, để xem trận đấu mở màn của đội tuyển Anh, mỗi người hâm mộ phải bỏ ra ít nhất 700 USD, bao gồm 50 USD tiền vé vào sân, 250 USD cho khách sạn trong 2 đêm, 250 USD tiền vé máy bay và khoảng hơn 100 USD cho việc ăn uống, sinh hoạt. Chi phí tiền thưởng của giải đấu lên tới 371 triệu euro. Mỗi cầu thủ tham dự giải được chi trả 10.000 euro mỗi ngày. Đối với mỗi trận thắng, các đội sẽ nhận được 1 triệu USD. Còn nếu có được một điểm, các đội sẽ bỏ túi 500.000 euro. Các đội vượt qua vòng bảng sẽ nhận được 1,5 triệu euro tiền thưởng. Tiến vào tứ kết, số tiền này tăng lên 2,5 triệu euro. Và nếu lọt vào bán kết, mỗi đội sẽ nhận được 4 triệu euro. Đội vô địch sẽ được thưởng 8 triệu euro, trong khi Á quân nhận 5 triệu euro. FIFA dự kiến thu về 2,7 tỷ euro với sự kiện diễn ra 1 tháng tại Đức. Vậy tiền đến từ đâu? Euro 2024 có 20 doanh nghiệp lớn tài trợ. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp Trung Quốc vô đối trong mảng kinh doanh này. Adidas, Coca-Cola cùng với hai công ty con của Alibaba và ba công ty công nghệ điện tử từ Trung Quốc là những nhà tài trợ hàng đầu. Quyền lợi thu được là quảng cáo hình ảnh mọi nơi, mọi lúc đến 5,3 tỷ người xem giải đấu hấp dẫn này. Để khắp nơi trên thế giới có thể xem được các trận đấu, bản quyền phát sóng được rao bán cách giờ khai mạc vài tháng trước. Trong các kỳ Euro gần đây, VTV đã chi 8 triệu USD để có bản quyền, lần này không ít hơn. Tại Thái Lan, Euro 2024 không được phát miễn phí. Các nhà cung cấp nhỏ hơn hoặc ở nước ngoài ra giá 249 bạc, tương đương 173.000 đồng cho tổng cộng 51 trận đấu. Việc sở hữu bản quyền là mảnh đất kinh doanh màu mỡ cho các nhà đài trên khắp thế giới. Trước khi đến với các kênh truyền hình, ngành kinh doanh vài năm có một này giúp hàng trăm nhà cung cấp kiếm được bộn tiền. Các nước chủ nhà thường lãi đậm với những sự kiện như thế này. Kỳ trước, Italy thu về 4 tỷ euro. Con số lần này ở Đức được dự báo cao hơn nhờ dịch bệnh COVID-19 đã qua đi. Ngành du lịch Đức đã phát hành 2,7 triệu vé tham quan, sử dụng dịch vụ tại các thành phố lớn nhất nước. Kinh nghiệm cho thấy, ngành bia, lưu trú, bán lẻ thu về càng nhiều nếu đội tuyển nước chủ nhà không bị loại sớm. Các doanh nghiệp Trung Quốc có sẵn chiến lược rất bài bản thông qua các sự kiện thể thao lớn mang tính toàn cầu để khuếch trương thương hiệu của họ. Trong World Cup 2022, các công ty Trung Quốc đã chi ra 1.395 tỷ USD. Riêng nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay đã tài trợ cho Euro 2020 khoảng 230 triệu euro. 7 công ty của Trung Quốc đã tài trợ cho World Cup 2018, chi ra 835 triệu USD, nhiều hơn so với các doanh nghiệp của Mỹ và Nga. Wanda, Mengniu, Hisense, Alipay, Kuaishou, TCL Technology, Sinovac, Jingli Solar và slogan quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc rất nổi bật trên hàng rào điện tử trong sân cũng như mọi ngõ ngách bên ngoài các tụ điểm. Kinh tế Đức cản bước châu Âu. Sau giai đoạn rất thành công,
từ năm 2012-2018, kinh tế Đức bắt đầu bộc lộ nhiều yếu kém với hàng loạt chỉ số không như mong muốn. Danh hiệu người bệnh lần đầu tiên được sử dụng để mô tả nền kinh tế Đức vào năm 1998, khi đất nước này phải đương đầu với những thách thức tốn kém của nền kinh tế thời kỳ hậu thống nhất. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu tránh được suy thoái vào cuối năm 2023, nhưng đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước do phải vật lộn với chi phí năng lượng, lạm phát và lãi suất cao. Sản lượng sản xuất của Đức không bao gồm xây dựng giảm 2% vào năm 2023. Dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Đức phải đối mặt với tình trạng suy thoái kéo dài khi công ty nghiên cứu Capital Economics dự báo nước này sẽ không tăng trưởng vào năm 2024. Berlin phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách vào cuối năm ngoái sau khi Tòa án Hiến pháp phán quyết việc tái phân bổ các khoản nợ chưa sử dụng vi phạm các quy tắc tài chính của đất nước. Sau các cuộc đàm phán, Đức đã đi đến một thỏa thuận ngân sách nhằm duy trì các hạn chế nợ cho đến năm 2024. Chính phủ đang đặt mục tiêu tiết kiệm 17 tỷ euro, 18,51 tỷ USD ngân sách bằng cách cắt giảm chi phí và chấm dứt các khoản trợ cấp gây biến đổi khí hậu. Phát biểu tại hội thảo WEF Davos 2024 về triển vọng kinh tế toàn cầu hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner nói: "Chúng tôi phải giải quyết các vấn đề nợ và thâm hụt. Điều này khiến tôi trở thành bộ trưởng cô đơn nhất trong nội các, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc giải quyết các vấn đề nợ nần của mình. Phải thừa nhận rằng lạm phát giảm gần đây giảm áp lực cho các hộ gia đình, nhưng đầu tư vào khu dân cư và kinh doanh có thể sẽ giảm. Hoạt động xây dựng đang có xu hướng suy thoái mạnh và chính phủ đang thắt chặt chính sách tài khoá một cách mạnh mẽ." Trong lịch sử, Đức là quốc gia chuyển sang chế độ tư bản chậm hơn Anh, Pháp và Hà Lan, Tây Ban Nha. Nhưng lợi thế lớn nhất của quốc gia này là thừa hưởng nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Các tuyến đường ống dẫn dầu mỏ và khí đốt lớn nhất châu Âu đều xuất phát từ Nga đến Đức. Thịnh vượng ở nước Đức chủ yếu nhờ lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Điều đó có nghĩa là không thể thiếu dầu mỏ và khí đốt. Có thể thấy, sau khoảnh khắc cấm vận Nga, người Đức đã chật vật như thế nào. Thậm chí, ông Lindner coi việc cai khí đốt Nga là trạng thái bình thường mới. Giờ đây, kỷ nguyên năng lượng giá rẻ đã qua, giai đoạn cao điểm như cuối năm 2022, mỗi gia đình 4 người ở Đức phải trả thêm 120 euro cho khí đốt sưởi ấm. Phí lưới điện sẽ tăng từ 3,12 cent trên kilowatt vào năm 2023 lên 6,43 cent trên kilowatt. Đức, quốc gia phụ thuộc 40% nhu cầu khí đốt của Nga trước năm 2022, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do việc Nga cắt giảm nguồn cung đến 90%. Về cơ cấu vĩ mô, chế tạo xe hơi, chế tạo máy, kỹ thuật điện, điện tử và công nghiệp hóa chất là những ngành quan trọng nhất của Đức, tạo ra 2,9 triệu việc làm và 800 tỷ euro, tương đương 1/5 GDP. Riêng công nghiệp ô tô đang trải qua thời gian cực kỳ khó khăn, bao gồm giá năng lượng, phục vụ sản xuất tăng cao, khủng hoảng chip, chuyển tiếp sang kỷ nguyên xe điện, bị tấn công bởi các diễn đàn như COP26, 27 và 28. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, giảm nợ trở thành nền tảng trong chính sách tài khoá ở Đức. Nhưng nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn rất nhiều do nền kinh tế mất sức sống và sự tác động của đại dịch COVID-19 cũng như cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều thập kỷ qua, năng lượng giá rẻ từ Nga là động lực chính cho kinh tế Đức. Nhưng cú sốc năng lượng làm đảo lộn mọi chỉ số đo lường, chi phí đẩy tăng vọt đã hỗ trợ lạm phát cao kỷ lục. Thêm vào đó là tâm lý người tiêu dùng bất ổn do tác động từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo lùi nhu cầu. Công nghiệp, lĩnh vực trọng yếu của Đức đã giảm 3,4%, các đơn hàng công nghiệp giảm kỷ lục 10,7%, đồng thời xuất khẩu cũng giảm mạnh 5,2%.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bức tranh ảm đạm này là bộ máy kinh tế chính trị Đức, một mẫu hình của tư bản chủ nghĩa đã quá già cỗi, không thể thi triển các mảng miếng sắc bén của mình như giai đoạn sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghiệp 4.0 khởi phát ra từ Đức, nhưng họ đang hụt hơi so với các nền kinh tế trẻ mới nổi. Đức không quá nổi trội trong các lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT hay năng lượng xanh, xe điện. Rắc rối đến từ nguồn lực của con người, dân số Đức nói riêng và châu Âu nói chung đang già cỗi, thiếu hụt lực lượng lao động trẻ nên khả năng sáng tạo, phát minh bị hạn chế. Ấn Độ, nền kinh tế, đang nhăm nhe vị trí thứ tư của Đức trong top 5 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Cường quốc Nam Á tận dụng tốt lợi thế dân số trẻ, giá lao động thấp để tối ưu hóa đầu ra sản phẩm. Cũng như trường hợp của Trung Quốc, xét toàn diện, xe điện BYD, Geely không thể so sánh với Mercedes hay Volkswagen, nhưng các nhà sản xuất tại Trung Quốc rất biết cách đáp ứng nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng nhờ giá rẻ, mẫu mã tân thời. Đức là một nước sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng lớn nhất châu Âu, thế nên khi kinh tế Đức suy thoái, chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ quả tiêu cực cho châu Âu, thậm chí trên toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.